I just thought about that with all the commotion. Xin chào Phạm Hải Yến. Chúng ta chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa thôi thì sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Bồ Đào Nha. Vậy thì Yến và đội lúc này thì tinh thần để chuẩn bị bước vào trận đấu này đang như thế nào? Là còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là sẽ đến trận đấu chính thức của Việt Nam và Bồ Đào Nha. Hiện tại tinh thần của Yến cũng như các đồng đội rất là quyết tâm, cũng như là rất là hào hứng cho trận đấu sắp tới. Vậy thì huấn luyện viên Mai Đức Chung, trước khi mà ông cùng với các bạn lên xe để ra sân thì chúng ta đã có những cái trao đổi như thế nào trước khi mà chúng ta đến sân vận động để chuẩn bị thi đấu cho trận đấu này? Để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay thì trước khi ra sân cũng như là từ lúc sáng nay, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về chiến thuật cũng như là đấu pháp cho đội trong buổi chiều ngày hôm nay. Vậy mọi người rất là tự tin. Hôm nay thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của các trụ cột, có thể nói là Yến này, Dương Thị Vân này và cả Thanh Nhã nữa. Thì những sự trở lại này nó đem lại cho chúng ta sự tự tin như thế nào trước một đối thủ cũng được đánh giá là mạnh hơn chúng ta là Bồ Đào Nha? Tức là hôm nay là một trận đấu mà mọi người có thể lực sung mãn cũng như là chuẩn bị đầy đủ nhất. Thì Yến cũng như là đồng đội của mình hy vọng là trận đấu hôm nay sẽ có một kết quả tốt. Một câu cuối dành cho Yến đó là trước đối thủ Bồ Đào Nha thì đây cũng là một đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng có thể xem là chúng ta hoàn toàn có khả năng để có thể có điểm, có bàn thắng và xa hơn nữa là một chiến thắng. Vậy thì với Yến, trận đấu này chúng ta sẽ chơi khác biệt hơn như thế nào so với trận đấu gặp đội tuyển Mỹ? Với Yến cũng như các đồng đội của mình thì không quan trọng là đối thủ nào, mọi người đều đoàn kết và quyết tâm chơi hết mình trong từng trận đấu. Rồi, ok, cảm ơn Yến. Na Holanda, que sejam elas próprias, que... Xin chào huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thưa ông, thì lúc này trong tay tôi thì cũng đã có danh sách ra sân của đội tuyển chúng ta với hai sự thay đổi được ông đưa ra so với trận đấu trước và đón chào sự trở lại của hai trụ cột. Ông có thể chia sẻ với lực lượng mà đầy đủ những hảo thủ tốt nhất lúc này thì đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ mang lại một cái trận đấu như thế nào trước đội tuyển Bồ Đào Nha? Vâng, có lẽ là trận đấu cũng gần tới nơi rồi. Chúng tôi cũng đưa ra cái đội hình mạnh nhất để chúng ta chuẩn bị đá với đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Chúng tôi hy vọng là đầy đủ cái lực lượng như thế thì các bạn phát huy được cái tinh thần và cái lối đá của chúng tôi đã tập vừa qua để thi đấu với Bồ Đào Nha. Chúng tôi mong rằng là những cái mà chúng ta thực hiện tốt trong trận đấu này thì mang lại cái kết quả tốt.
Dạ, thưa ông thì ở trận đấu đội tuyển Mỹ thì chúng ta có những cái kỳ vọng khác. Chúng ta mong chờ một cái trận đấu mà chúng ta không thua quá nhiều. Tuy nhiên ở trận đấu này thì khán giả Việt Nam thì sẽ chờ đợi vào một cái kết quả nó tích cực hơn. Chúng ta có thể có điểm ở trận đấu này hay không, có bàn thắng ở trận đấu này không, và xa hơn có thể có thực một chiến thắng ở trận đấu này không? Vâng, có lẽ bóng đá cũng chưa nói trước được cái điều gì cả. Đấy, và xếp hạng này chúng ta xếp dưới đội bạn 11 hạng. Đấy, nhưng mà tôi vẫn nghĩ cái điều này thì nó cũng chưa phải là cái điều mà nó cách xa nhau nhiều lắm. Đấy, và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ thi đấu tốt trận đấu này. Đấy, và cái gì sau trận đấu thì nó sẽ có kết quả tốt. Dạ, thưa ông, đó là trận đấu thì cũng sắp diễn ra. Chúng ta sẽ thi đấu với dưới cái thời tiết rất là giá lạnh lúc này ở New Zealand. Thì thưa ông, là ông đã có những chia sẻ gì với các học trò trước khi chúng ta đến sân, và chúng ta sẽ đi đấu với cái bầu không khí, bầu nhiệt huyết như thế nào? Vâng, trên sân thì đã có những cổ động viên Việt Nam ngồi trên khán đài để cổ vũ chúng tôi. Thế và chúng tôi cũng có những cái để biện pháp phòng tránh rét, ví dụ như dán miếng dán ở lưng, ở chân, thế và uống trà gừng. Thế và một mặt nữa ấy, là chúng ta phải đảm bảo được cái chống lạnh, tức là khởi động, chúng ta vẫn phải khởi động thật tốt, mặc áo ấm. Đấy, sau khi nào mà ấm rồi thì chúng ta mới bỏ cái áo khoác ra để chúng ta thi đấu. Tôi nghĩ là cái thời tiết lạnh như thế này thì nó cũng ảnh hưởng. Đấy, thế nhưng mà cái tinh thần của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng vì cái thời tiết này. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung và chúc cho ông cùng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có được kết quả khả quan ở trận đấu này. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn. Thank you. Thì chúng ta sẽ đến với phần trả lời phỏng vấn nhanh của cầu thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã sau trận đấu mà chúng ta vừa theo dõi. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho Nhã đó là chúng ta đã tiếp cận trận đấu này rất khác biệt với trận đấu gặp đội tuyển Mỹ. Chúng ta đã chủ động dâng lên tấn công từ những giây phút đầu. Tuy nhiên sự kỹ thuật cũng như tốc độ của họ đã khiến cho chúng ta nhận bàn thua khá là sớm. Hả, có thể nói gì về điều này? Khi mà trận đấu vừa mới bắt đầu thì bọn em cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà khi mà nhận bàn thua sớm thì bọn em cũng muốn cảm giác thì hơi nóng vội, nên bọn em đã dâng lên hơi cao và nhận bàn thua tiếp theo. Thì em nghĩ đây là khi mà đã thua hay không rồi thì trong cái thế tuyệt tuổi thì bọn em rất là khó, nên là hiệp một bọn em đang hơi bị nóng vội một chút. Chúng ta có thể thấy đó là theo Nhã thì cái điểm khác biệt gì đã giúp cho Bồ Đào Nha giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay trước đội tuyển Việt Nam? Theo em thì thấy Bồ Đào Nha là có cái lối chơi cũng áp sát rất nhanh, họ cũng muốn giành chiến thắng, nên là họ cũng đã đẩy lên cao và cũng pressing rất là cao, nên là bọn em cũng đã hiệp một bọn em cũng đẩy lên cao, nên là có những cái lỗ hở cũng như là có những cái lỗ trống, nên bọn em đã không thể cản phá được cũng như là không thể đuổi kịp. Trong hiệp 2 thì chúng ta đã chơi chắc chắn hơn rất nhiều và chúng ta cũng có những cơ hội rõ ràng. Vậy thì cái điều bác huấn luyện viên Mai Đức Chung đã điều chỉnh như thế nào trong thời gian nghỉ giữa hiệp cho đội tuyển của chúng ta? Trong cái thời gian nghỉ giữa hiệp thì bọn em cũng đã bác đã bảo em chơi chậm lại, chơi chắc hơn và chơi đấu đúng ý đồ của bác. Nói chung là trong hiệp 2 thì em đã chủ động chơi chậm lại và để có cơ hội phản công nhanh. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Thanh Nhã và chúc bạn và toàn đội sẽ có trận đấu gặp Hà Lan thi đấu thật là tốt hơn ở trận đấu sau. Yeah!
huấn luyện viên Mai Đức Chung, chúng ta tiếp tục đón nhận một thất bại, nhưng thất bại ngày hôm nay có gì khác hơn so với thất bại trước trận đấu với đội tuyển Mỹ ạ? Vâng, có lẽ là lúc đầu ấy chúng tôi cũng hơi chủ quan và chưa chấp hành đúng với đấu pháp của đội đề ra. Tức là các bạn ấy tưởng là tấn công dễ, các bạn ào lên rất là nhanh, thậm chí cả tranh cướp cả trên sân đối phương. Chính thế, vì thế mà chúng ta hở sau lưng rất là nhiều. Thế và phải nói là hôm nay Bồ Đào Nha đã rất tốt, người ta dùng cái tốc độ nhanh và sức mạnh đối với chúng ta, trên là chúng ta không chống được. Thế tôi nghĩ là ở cái hiệp 2 chúng tôi đá như hiệp 1, sau cái hiệp 1 chúng tôi vào chấn chỉnh thì các bạn ấy đỡ hơn. Tức là hai tiền vệ trụ thu hồi bóng ấy đã biết đứng trước mặt trung vệ thì chúng ta phải giảm bớt cái sức tấn công của người ta. Nhưng lúc đầu là không có, các bạn ấy dâng lên rất là cao tấn công, thì chính vì thế chúng ta hở lưng hay và hở sau lưng là để người ta tấn công, và hầu như người ta tấn công bên cánh phải của người ta rất nhiều và tạt từ đấy, trung vệ chúng ta lại không áp sát người. Thưa ông là hôm nay thì ông đã đưa vào sân những trụ cột, đây là trận đấu đầu tiên của họ, như là Dương Thị Vân, như là Hải Yến, như là Thanh Nhã. Ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của họ trong trận đấu ngày hôm nay? Nói chung là ở cái hiệp 2 tôi đỡ hài lòng hơn, nhưng mà ở cái hiệp 1 chưa tốt. Thế và tôi quyết định là phải thay hết tất cả cho vận động viên vào để thi đấu. Thế thôi. Dạ, cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung. Antes de dar andamos partidas para não vivermos estes momentos. Estes momentos vão ser mais saborosos quando estamos todos. Estes momentos vão ser mais saborosos quando estamos.